Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều chẳng nên làm, nếu là thầy tế lễ chịu sức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tỳ vít chi, đặng làm của lễ chuộc tội. Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn nơi đền thánh. Đoạn, thầy tế lễ sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ sông Hương ở trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, và đổ hết thảy huyết bò tơ nơi chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc. Người phải gỡ những mỡ của con bò dùng làm của lễ chuộc tội, tức là mỡ chài và mỡ bộ lòng, 2 trái cật, mỡ trên 2 trái cật nơi cạnh hông, tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi 2 trái cật, như gỡ các phần này của bò tơ dùng làm của lễ thù ân. Rồi thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ về của lễ thiêu. Còn da, hết thảy thịt, đầu, giò, bộ lòng và phẫn, tức con bò tơ nguyên, người phải đem ra khỏi trại quân đến một nơi tinh sạch là chỗ họ đổ tro, rồi chất trên củi nơi lửa và thiêu nó đi, tức là thiêu nó tại chỗ đổ tro vậy. Nếu cả hội chúng Israel vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không nên làm mà vốn không tự biết, và vì cớ đó phải mắc tội, nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra, thì hội chúng phải dâng một con bò tơ đặng làm của lễ chuộc tội, dẫn nó đến trước hội mạc. Các hội trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi sẽ đem huyết con bò tơ vào hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn. Đoạn, người sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ huyết hết dưới chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc. Người cũng gỡ hết thảy mỡ đem xông trên bàn thờ. Cách dâng con bò tơ này cũng như cách dâng con bò dùng làm lễ chuộc tội. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng, và tội hội chúng sẽ được tha. Đoạn, người phải đem con bò tơ đó ra ngoài trại quân thiêu đi như đã thiêu con bò tơ trước, ấy là của lễ chuộc tội cho hội chúng. Ví bằng một quan trưởng nào vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó mắc tội, khi nào người ta tỏ ra cho quan trưởng đó biết tội mình đã phạm, thì người phải dẫn đến làm của lễ mình một con dê đực không tỳ vít chi, nhận tay mình trên đầu dê đực đó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con sinh dùng làm của lễ thiêu, ấy là của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ huyết dưới chân bàn thờ. Đoạn, xông hết mỡ trên bàn thờ như cách xông mỡ về của lễ thù ân. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người, và tội người sẽ được tha. Nếu một người nào trong dân chúng vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó phải mắc tội, khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tỳ vít chi dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ, rồi gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ, làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va.
Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Nếu của lễ chuộc tội người bằng chiên con, thì phải dâng một con cái chẳng tỳ vết chi, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó tại nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Đoạn, thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ của chiên con dùng làm của lễ thụ ân, đem xông trên bàn thờ như các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Chương 5. Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình. Khi ai sẽ đụng đến một vật ô uế, hoặc thây của con thú nhà không tinh sạch, hoặc thây của con thú rừng không tinh sạch, hoặc thây của loài côn trùng nào không tinh sạch mà không tự biết, thì sẽ bị ô uế và mắc tội. Khi ai, hoặc tự biết hay không biết, sẽ đụng đến sự ô uế nào của loài người, không cứ bị ô uế cách nào, thì cũng sẽ mắc tội. Khi ai nói sơ ý thề thốt làm ác hay là làm thiện, mặc dầu cách nào, trước không ngờ đến, rồi sau lại tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều này hay là điều kia. Vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều này, thì phải xưng mình phạm tội chi? Rồi, vì tội mình đã phạm, dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội, thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người. Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cừu hay là cặp bò câu con, một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội, vặn rứt đầu gần nơi gáy cổ, không gãy lìa ra. Đoạn, rải huyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ. Huyết còn dư lại thì vắt dưới chân bàn thờ. Ấy là một của lễ chuộc tội. Còn chim kia, người phải tùy theo lệ đã định, dùng làm một của lễ thiêu. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha. Nếu không phương thế lo cho có một cặp cừu hay là cặp bò câu con được, thì người vì tội mình đã phạm phải đem 1/10 epha bột lọc làm của lễ chuộc tội. Không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương vì là một của lễ chuộc tội. Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ bốc một nắm làm kỷ niệm và xông trên bàn thờ như cách xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ chuộc tội. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều này, thì tội người sẽ được tha. Bột còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong cuộc của lễ chay vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, khi nào ai ở bất trung, lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó vì sự mắc lỗi mình phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tỳ vết chi bắt ở trong bầy, đánh giá bằng siết lơ bạc tùy theo siết lơ của đền thánh. Ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Người đó phải bồi thường và phụ thêm 1/5 giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng chiên con đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người sẽ được tha. Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. Người vì sự lỗi mình phải dẫn đến thầy tế lễ một con chiên đực không tỳ vết chi bắt trong bầy, tùy theo ý ngươi đánh giá, rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì lỗi người sẽ được tha. Ấy là của lễ chuộc sự mắc lỗi. Người hẳn phải mắc lỗi cùng Đức Giê-hô-va vậy. Chương 11. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự dồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng, như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời.
bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi. Dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dù các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi dù là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đã được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Tôi lại nói rằng, chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột. Nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. Điều tôi nói là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa, song như kẻ dại dột vậy. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. Vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dễ anh em, vả trên mặt anh em. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này. Chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì, tôi nói như kẻ dại dột, thì tôi cũng dám khoe mình. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu là đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng. Biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa Mách, quan tổng đốc của vua Areta giữ thành của người Đa Mách để bắt tôi.
có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ. Chương 12. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thế và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dù tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dạ dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sắc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi đã nên dạ dột bởi anh em ép uổng tôi. Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục ngoại đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác. Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Đã lâu nay anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em. Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng? Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn, về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm hay sao? Chương 13. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có một bằng cớ rằng,
Đấng Christ phán bởi tôi, tức là đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Song, tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dù chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng. Và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt. Rốt lại, hỏi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Thi Thiên 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.